Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới nha các bạn. Thì nhiệm vụ của nó yêu cầu là các bạn phải chơi trong game được 2 giờ và các bạn phải hát được 2000 bet các bạn, là 2000 trứng á. Các bạn phải hát được 2000 trứng nhá. Và các bạn phải unlock được cái vùng đất thứ 3 các bạn. Thì cái vùng đất thứ 3 của game này là 25 rebirth nha các bạn. Thì cái nhà phát hành này nó ra rất là nhiều game kiểu như này rồi các bạn. Cái game mà mình nhớ nhất là Cameraman các bạn. Đấy, thì từ cái game đó là cái game đầu tiên. Xong rồi sau này nó ra rất là nhiều game nữa. Là game cưỡi cái con cừu của Minecraft này. Xong rồi bây giờ lại thêm cái game Smoop này nữa các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo. Thank you.